Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hàng vừa bóc thùng anh em nhá. Lưới LT4000, hàng nguyên thùng, nguyên đài, nguyên kiện. Và hôm nay có bóc hộp và test cho bác Phan Đăng Duy, bác ở An Khê, Gia Lai. Thì bác đã đặt cọc trước cho bên em, đó là 500.000 đồng rồi anh em nhá. Với cục đẩy lưới LT4000 này. Thì vừa có hàng về xong, thì bác nhìn trên kênh YouTube của bên em, bác thấy cục đẩy rất là chất, test ra tiếng rất là hay và công suất lớn, bác về đánh full 40 anh em nhá. Bác về đánh full 40 và súp 50. Bác đánh cho gia đình thôi. Thì bác rất là ưng ý và rất là thích cái con này, cái công suất rồi cái mên mạch bên trong rất là đẹp. Thì bác đã đặt cái cục đẩy LT4000 này của bên em. Cục này hiện tại với giá nó là 8.700.000 đồng là chưa cùng phí ship anh em nhá. Và bác đặt cọc trước 500 thì số tiền còn lại mà bác phải thanh toán thì đó là 8.200.000 đồng cộng phí ship. Thì con này nó nặng tầm khoảng 34 kg anh nhá, 34 kg cả thùng. Và nếu em đóng cho anh em nữa thì nó rơi tầm 35-36 cân trên một cục đẩy này. Rất là nặng đúng không anh em, rất là nặng. Và với công suất lớn thì nó không thể nào nhẹ nhàng được, vì nguồn nó là nguồn rất là to rồi. Nguồn biến áp xuyến đồng rất là to và nguồn đồng anh em nhá. Nói rõ cho anh em đó là nguồn đồng. Sử dụng 72 sò NG 1000W trên một kênh, công suất chuẩn. Và đều những sản phẩm chính hãng của lưới Acoustic. Thì anh em hãy nhớ về anh em sẽ kích hoạt bảo hành và bằng cái mã phổ cao này anh em nhé. Hàng chính hãng của lưới Acoustic. Ở đây thì em có phối ghép nhạc trực tiếp vào đẩy và tự đẩy đánh ra loa thôi. Với công suất con này thì em đã test thử cái áp lực cho anh em nghe rồi. Test thử áp lực rồi. Chập bridge vào có thể đánh súp kép, hoặc là một kênh của nó có thể đánh được full đôi 725. Và bật công tắc nguồn anh em nhé. Bật công tắc nguồn. Ok. Lúc đầu thì quạt nó sẽ hơi to anh em nhá. Nhưng khi ok, khi đóng lè cái, quạt nó sẽ kêu nhỏ xuống, ngắt thiết bị cho anh em luôn để bảo vệ mạch. Và quá là khỏe đúng không ạ? Ở đây đang đánh với lại TVK15 và V12. Hai cặp loa em đang sử dụng anh em nhá. Một này, kênh 2 này. Đấy, ok. Mỗi kênh em sẽ đánh đều anh em nhá, đánh đều. Ok chưa? 1000W thì dồi, quá khỏe luôn anh em nhá. 1000W thì anh em chơi căng và bao hay cho anh em rồi. 1000W trên một kênh ở chế độ 8 ohm anh em nhá. Ok chưa? Quá là to, tiếng nó quá bạo lực luôn anh em nhá. Đấy. Quá dã man luôn. 1000W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và ok, 1-2 đã test lên tiếng bình thường. 1 này, 2 này. Ok, và chuyển tiếp sang kênh 3-4. Thì con này thì nó hỗ trợ được cả rắc cầu new trích và có thể sử dụng cả cầu xoắn ở đây. Anh em thể thấy sử dụng cầu gài. Gia đình thì khuyên anh em nên sử dụng cầu gài này, nó sẽ tốt hơn anh em nhá. Sử dụng cầu gài này. Và rắc loa đã chuyển và sẽ chuyển rắc tín hiệu đầu vào ở đây thôi. Tín hiệu đầu vào thì con này sử dụng hết tất cả bằng Canon. Và lưu ý anh em là có cổng linh nhá, có cổng linh. Và đây, cắm lốt cái rắc này vào và sẽ test kênh 3, kênh 4 cho anh em luôn. Test kênh 3, kênh 4. 3 này. Ok, 4 này. Đấy. Với những hàng mới thì anh em cứ yên tâm, vì những hàng mới nó chả có lỗi lầm gì cả. Test lên tiếng 4 kênh là ok thôi. Bên công ty họ đã test hàng rất là chất lượng cho anh em rồi, test rất là kỹ càng rồi. Về bên em này còn test tiếp cho anh em nữa thì không có gì để bàn cãi được rồi đúng không ạ? Nó quá là kỹ càng cho anh em rồi, không có gì để bàn cãi rồi. Đấy. Ok, kênh 4 này, kênh 3 này. Ok, bridge của nó CD hoặc là bridge AB, nó có thể đánh được một quả súp kép từ 220-100 hoặc là một kênh có thể đánh được full đôi 40 anh em nhá. Full đôi 40. Đấy. Báo rõ cho anh em luôn. Đấy. Tiếng bass đánh rất là căng và chắc tiếng anh em nhá. Anh em để ý cho em. Với những hàng công suất cao, công suất dư thì đánh lúc nào tiếng bass, tiếng check nó cũng rất là rõ ràng và tiếng bass đánh cũng rất là lực. Chứ không như một số dòng yếu công suất hoặc công suất thấp ấy thì đánh tiếng bass nó không được lực. Anh em nghe khi đánh to, đánh căng lên thì không bao giờ cái tiếng bass nó được chắc gọn và tiếng check nó không được tí tách đâu anh em. Đấy. Ok chưa? Và cùng cho anh em xem cái mặt đằng sau. Mặt đằng sau của nó đây thì giới thiệu anh em rất nhiều rồi. Cứ đóng hàng đi em ơi. Bên em đang đóng con Martin MA 1300 để gửi cho khách đây. Cứ đóng hàng bình thường đi em.
nên là nó sẽ có hơi có tiếng băng dính kéo anh em nhé. Toàn hàng khủng, test hàng cho anh em luôn anh em biết. Mà đằng sau của nó thì đây, nó cũng có các cái cầu gạt như là steel, panel, bridge, nó có đều hướng dẫn anh em nhé. Steel như nào? Steel là 1, 2, 3, anh em sẽ cắm dưới. Đây là các cái rắc 1, 2, 3, 4, 5. Thì 1, 2, 3 đây, steel, panel, bridge và 0.7, 1.0, nó sẽ ký hiệu ở đây cho anh em luôn. Nó là 4, 5. Anh em sử dụng như nào thì anh em sẽ gạt lên. Thường những cái này thì bên em đã gạt trước cho anh em về steel rồi, và để độ nhạy cũng để cho anh em đầy đủ hết rồi. Hai kênh là sẽ có các rắc để chuyển riêng biệt anh em nhé. Đấy, quạt gió nó thì cũng rất là mát, êm luôn. Quạt gió rất êm anh em nhé. Đấy, 4 quạt gió mà. Anh em có thể xem lại về cái video nội thất của cái dòng cục đẩy LT4000 này bằng cách trên YouTube. Anh em có thể gõ LT4000 Xuân Tuấn Audio, thì trên YouTube bên em đã có những cái video để anh em có thể tham khảo với cục đẩy LT4000 này rồi. Và đây là cái cục đẩy đầu tiên mà bác khách đặt hàng bên em, vừa có hàng về hôm qua và hôm nay bác đặt hàng luôn anh em nhé. Đấy, một trong những dòng cục đẩy rất là chất lượng của bên em, 1000W trên một cây. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em qua số ở bên dưới. Xem video nhớ like, đăng ký kênh để xem các video mới nhất bên em. Rồi cho tất cả anh em, và hẹn anh em ở các clip lần sau. Cảm ơn bác đã tin tưởng và đặt hàng bên em. Test 4 kênh cho bác. Ok rồi nha. Test 4 kênh cho bác. Ok rồi. Và bây giờ sẽ đóng hàng và gửi hàng cho bác thôi.